thế giới như tạm thở phào nhẹ nhõm trước việc hai lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua đã quyết định ngừng tấn công nhau về thương mại trong vòng 90 ngày để đàm phán lại quan hệ mậu dịch song phương. Thỏa thuận hưu chiến đó dĩ nhiên có lợi cho cả hai bên tranh chấp. Nhưng câu hỏi được đặt ra là đối với các nước khác thì tác động ra sao? Đặc biệt đối với các đối tác hay đối thủ của Bắc Kinh, trong thời gian qua đã thu hoạch được một số lợi ích từ việc Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt. Từ lúc Hoa Kỳ bắt đầu khởi động cuộc chiến tranh thương mại đánh vào Trung Quốc, hầu hết các nhà quan sát đều nhận định rằng Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi nhiều từ cuộc chiến đó, với việc các doanh nghiệp di dời sản xuất từ Trung Quốc qua Việt Nam để tránh việc bị Mỹ đánh thuế khi đi vào thị trường Hoa Kỳ. Với 3 tháng hưu chiến vừa được quyết định và triển vọng Mỹ-Trung tìm được giải pháp chấm dứt cuộc chiến, đà chuyển dịch cơ sở sản xuất đó chắc chắn sẽ bị chậm lại. Đấy chính là nhận định của lãnh đạo một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh chuyên trách việc giúp các doanh nghiệp Trung Quốc qua làm ăn tại Việt Nam. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 3 tháng 12 vừa qua, từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 11, công ty này đã nhận được hơn 130 yêu cầu tìm hiểu thị trường Việt Nam từ phía các nhà sản xuất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nhân vật này cho rằng thỏa thuận hưu chiến Mỹ-Trung chỉ làm chậm đà di dời cơ sở sản xuất từ Trung Quốc qua Việt Nam, chứ không làm cho việc này dừng hẳn lại. Lý do là vì việc di dời sản xuất ra khỏi Trung Quốc là một xu hướng tất yếu, kéo dài trong thời gian. Do việc chi phí nhân công tại Trung Quốc ngày càng tăng cao, buộc các công ty sản xuất đi tìm nơi có chi phí thấp hơn, và Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng. Mặt khác, tại Trung Quốc, các luật lệ bảo vệ môi trường cũng ngày càng chặt chẽ hơn, làm cho công việc sản xuất tốn kém hơn. Điều đó cũng thúc đẩy các nhà sản xuất tìm đến Việt Nam, nơi luật lệ môi trường còn tương đối lỏng lẻo. Nếu quyết định hưu chiến về mặt thương mại được cho là sẽ chỉ có tác động hạn chế đến Việt Nam, thì Nhật Bản có khả năng sẽ bị ảnh hưởng mạnh hơn do sức ép gia tăng từ phía Mỹ. Theo tờ South China Morning Post, sau khi đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, Hoa Kỳ có thể chuyển mũi dùi thương mại qua phía Nhật Bản. Trong một cuộc họp hôm thứ Sáu 30 tháng 11 vừa qua với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề thượng đỉnh G20 tại Argentina, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc nhở rằng thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản thuộc diện đáng kể và hai bên hy vọng rằng sẽ sớm cân bằng được. Chính quyền Trump dự kiến sẽ yêu cầu Nhật Bản mở cửa thị trường xe hơi của họ, đồng thời thúc đẩy giới sản xuất ô tô Nhật Bản mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ. Hưu chiến thương mại Mỹ-Trung cũng được cho là sẽ ảnh hưởng đến hai nước Brazil và Argentina. Trước khi cuộc chiến bùng lên, Trung Quốc là nước nhập khẩu đến 60% lượng đậu nành bán ra trên toàn thế giới. Thế nhưng khi Tổng thống Trump khởi động cuộc chiến thuế quan, Trung Quốc đã áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ và quay sang tìm những nhà cung cấp khác. Kế hoạch hoãn binh Mỹ-Trung. Ngày 1 tháng 12 vừa qua tại Buenos Aires, Hoa Kỳ và Trung Quốc tạm đạt thỏa thuận về thương mại trong thời hạn 90 ngày. Thế giới thở phào nhẹ nhõm vào lúc mà chiến tranh thương mại đã đè nặng lên tăng trưởng của toàn cầu. Kinh tế của Trung Quốc thấm mệt, nhiều doanh nghiệp Mỹ cũng đau đầu. Nhưng mọi người đều ý thức được rằng hiệp định đình chiến ấy rất mong manh, hòa ước còn rất xa vời. San bằng những bất đồng sâu rộng trong vỏn vẹn 90 ngày là nhiệm vụ bất khả thi. Thì thỏa thuận được thông báo tại Argentina bên lề thượng đỉnh G20 vừa qua gồm những gì? Phía Washington thông báo tạm ngưng biện pháp đòi đánh thuế 25% vào 200 tỷ đô la hàng của Trung Quốc nhập sang Mỹ kể từ ngày 1 tháng Giêng sắp tới, nhưng vẫn giữ mức thuế nhập khẩu 10% mà Nhà Trắng đã áp dụng từ mùa hè tới nay. Nhượng bộ này chỉ có hiệu lực trong 90 ngày. 3 tháng là thời hạn để tiếp tục đàm phán hòng đem lại những thay đổi cơ bản trong quan hệ mậu dịch song phương. Những thay đổi cơ bản mà phía Mỹ chờ đợi bao hàm về chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và nhất
là thâm hụt mậu dịch 375 tỷ đô la của Mỹ với bạn hàng Trung Quốc. Cũng Hoa Kỳ đã thông báo Bắc Kinh cam kết sẽ mua một khối lượng đáng kể, nhưng chưa biết đích xác là bao nhiêu, những sản phẩm của Mỹ từ nông nghiệp, công nghiệp đến năng lượng để khắc phục tình trạng bất cân đối thương mại giữa hai bên. Rời Buenos Aires, trên đường trở lại Washington, Tổng thống Donald Trump qua Twitter thông báo Trung Quốc còn hứa là sẽ giảm và xóa bỏ thuế đánh vào xe hơi Mỹ, biên độ thuế hiện tại là 40%. Về điểm này, trước mắt Bắc Kinh vẫn im lặng. Năm ngoái, Trung Quốc là thị trường mua xe hơi số 1 của thế giới, mua vào 51 tỷ đô la. Mà 13,5 tỷ trong đó là xe nhập từ Bắc Mỹ. Trong số này có không ít các kiểu xe của Đức, BMW hay Mercedes sản xuất tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận trên tổng cộng 145 điểm khác nhau và Bắc Kinh cam kết không phá giá đồng tiền, gây thiệt hại cho ngành xuất khẩu và người lao động Mỹ. Còn về phía Trung Quốc thì người duy nhất trong đoàn đàm phán phát biểu với báo giới là Ngoại trưởng Vương Nghị. Ông đánh giá thỏa thuận vừa đạt được tại Argentina có lợi cho cả đôi bên. Trả lời đài RFI, cố vấn của Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế Viện CEPI, ông Michel Aglietta ghi nhận việc Trung Quốc phải nhượng bộ Hoa Kỳ là điều gần như hiển nhiên. Trong hiện tại, xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Có nghĩa là Hoa Kỳ mua vào 1/5 hàng Trung Quốc bán ra nước ngoài. Đây là một khối lượng rất là lớn. Nếu như Mỹ đánh thuế 10 đến 25% vào một khối lượng hàng hóa nhất định của Trung Quốc, thì ảnh hưởng theo tôi sẽ không nhiều. Nhưng nếu đánh thuế và toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc bán sang thị trường Hoa Kỳ, thì tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc ra toàn thế giới sẽ giảm khoảng 4,5%. Và do đó tăng trưởng của nước này bị đe dọa. Một ngày sau thỏa thuận tạm ngưng leo thang trong các đòn ăn miếng trả miếng lẫn nhau giữa hai ông khổng lồ trên thế giới, thì chứng khoán từ Âu sang Á và đương nhiên là tại Hoa Kỳ đã tăng giá. Giá dầu thô cũng tăng lên đôi chút sau khi đã giảm sụt trong 4 tuần lễ liên tiếp trước viễn cảnh sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ khởi sắc trở lại. Ngân hàng JP Morgan Chase của Mỹ nhìn nhận Bắc Kinh và Washington đã có những nhượng bộ đáng kể. Westpac Banking của Úc cho rằng đây là kịch bản tối ưu trong ngắn hạn. Giám đốc của cơ quan đầu tư Nhật Bản SBI cũng đánh giá trong cuộc đọ sức kéo dài từ đầu năm nay, Mỹ đã thắng đến 80%, Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác. Nhà chính trị học tại Bắc Kinh Hoa Bảo nói với hãng tin Pháp AFP, thỏa thuận mà hai ông Tập Cận Bình Donald Trump vừa đạt được chỉ mang tính hình thức. Nó cho phép đôi bên cứu vãn danh dự. Về thực chất, Trung Quốc và Mỹ cùng đang cần kéo dài thời gian với công luận. Ít ra là trong 3 tháng sắp tới, Bắc Kinh có thể giảm bớt được áp lực kinh tế trong bối cảnh mà tăng trưởng đã chững lại vì những trừng phạt của Washington. Vẫn theo chuyên gia này, đối với Tổng thống Hoa Kỳ thì ông Trump cũng đã trở về nước với những thành tích cụ thể sau cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua mà Đảng Cộng Hòa đã bị thua ở Hạ viện. Chính quyền Trump như vậy cũng trút được gánh nặng qua việc Trung Quốc hứa hẹn mua thêm nông phẩm của Mỹ. Có điều như ghi nhận của một cựu quan chức thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, ông Brad Setter, sau buổi làm việc và tiệc tối ở Argentina vừa rồi, vấn đề còn lại là Bắc Kinh và Washington phải tìm được một sân chơi chung để xây dựng một thỏa thuận thực sự cho phép giải quyết dứt điểm những bất đồng sâu rộng. Nhìn lại cuộc đọ sức về thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, chính quyền Trump bất bình về 3 điểm. Một là cán cân thương mại bị bội chi với Trung Quốc. Hai là tố cáo Bắc Kinh đánh cắp công nghệ của Mỹ. Và thứ ba là không tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ. Về điểm thứ nhất, nhìn vào mức thâm hụt 375 tỷ đô la của Mỹ với Trung Quốc, Tổng thống Trump tố cáo Bắc Kinh trợ giá cho các doanh nghiệp bán phá giá, cạnh tranh bất bình đẳng với các hãng của Mỹ. Đành rằng, nhân cuộc họp đầu tiên với Tổng thống Hoa Kỳ từ khi nổ ra chiến tranh thương mại từ đầu năm nay, ông Tập Cận Bình có hứa sẽ nhập hàng của Mỹ nhiều hơn, mua thêm nông phẩm, mua thêm hàng công nghiệp và năng lượng của Mỹ để thu hẹp thâm hụt trong cán cân thương mại. Cam kết này là một tin vui đối với Tổng thống Hoa Kỳ sau khi mà Bắc Kinh đã đòi đánh thuế 25% vào lúa mì, ngũ cốc của Mỹ bán sang Trung Quốc. Thế nhưng, lấp đầy khoảng trống 375 tỷ đô la thâm hụt cán cân thương mại là điều không tưởng. Điểm nóng thứ hai trong quan hệ thương mại song phương là về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mỹ
tố cáo Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, cướp bằng sáng chế của các công ty Hoa Kỳ thông qua những hợp đồng liên doanh và qua ngả chuyển giao công nghiệp. Washington ước tính thiệt hại của các công ty Mỹ trong vụ này là khoảng 600 tỷ đô la. Trong một thông báo gần đây, đại diện thương mại Mỹ ông Robert Lighthizer còn nêu đích danh Bắc Kinh đã hỗ trợ các chiến dịch tấn công tin học nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ. Trên cả hai điểm vừa nêu, tuần qua, ông Tập Cận Bình có cam kết một cách chung chung là sẽ tạo một môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Có điều, không chỉ một mình Mỹ mà ngay cả Liên hiệp châu Âu cũng đã ghi nhận là tới nay, lời nói của Bắc Kinh không được đi đôi với việc làm. Khúc mắc thứ ba và cũng là cốt lõi sâu xa nhất trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung hiện tại là cuộc chạy đua về công nghệ giữa hai ông khổng lồ kinh tế thế giới. Về điểm nhạy cảm này, cả phía Mỹ lẫn Trung Quốc đều khá kín tiếng sau cuộc họp tại Buenos Aires vừa rồi. Hơn nữa, theo các nguồn tin đáng tin cậy, thương mại chỉ là một trong những lĩnh vực mà các ông Tập Cận Bình và Donald Trump đã đề cập đến vừa qua bên cạnh những hồ sơ khác như là Biển Đông hay Đài Loan. Nhìn từ Pháp, giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Auvergne cho rằng cuộc đọ sức mậu dịch Mỹ-Trung hiện nay sẽ còn tiếp diễn. Trung Quốc đã có những bước chuẩn bị từ trước để đối phó với những đòn trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách mở rộng ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, đặc biệt là tại châu Á. Đúng là Trung Quốc từng di rời cơ sở sản xuất sang một số các quốc gia trong vùng châu Á, chủ yếu là để tận dụng nhân công rẻ, nhưng Bắc Kinh cũng có thể coi đây là một trong những giải pháp để lách trừng phạt của Hoa Kỳ. Chính vì thế mà Trung Quốc cần đến các đối tác châu Á và đặc biệt là trong vùng Đông Nam Á. Thêm vào đó, những đối tác này cũng là những khách hàng thay thế được phần nào những thiệt hại bên phía thị trường Mỹ. Dù vậy, theo bà Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Auvergne, những đòn tấn công thương mại của chính quyền Trump vừa gây khó khăn cho Trung Quốc, nhưng cũng vừa là một cú hích để buộc Bắc Kinh phải nhanh chóng chuyển đổi mô hình kinh tế dựa trên tiêu thụ nội địa. De la guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine a besoin. Ngoài yếu tố liên quan đến chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, thì Trung Quốc cần đến sức mua của thị trường nội địa để vực dậy đà tiêu thụ. Đây là điều mà Bắc Kinh đã làm trong những năm gần đây. Thị trường trong nước vừa là một giải pháp trong cuộc đọ sức thương mại với Washington hiện tại, vừa là một giải pháp cho tương lai lâu dài. Mặc dù Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng đe dọa, Bắc Kinh tuyên bố sẽ tìm được một hiệp định thương mại trong vòng 90 ngày tới đây. Bộ Thương mại Trung Quốc trong thông cáo công bố hôm thứ Tư, tức là hôm nay, cam kết sẽ thực hiện những lời hứa bên lề hội nghị G20 và tích cực đàm phán với Hoa Kỳ. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc được loan báo trên mạng chính thức. Đàm phán tại Argentina mang lại kết quả tốt. Bắc Kinh sẽ thực thi những vấn đề đã được giải quyết. Hai bên sẽ đàm phán tích cực theo lịch trình 90 ngày. Trước đó vài giờ, từ Washington, Tổng thống Donald Trump bắn lên trang tuyết lời đe dọa: nếu không đạt được thỏa thuận đúng nghĩa với Trung Quốc, tôi sẽ áp thuế. Cũng theo Tổng thống Mỹ, ông và Chủ tịch Trung Quốc đồng ý với nhau là có 90 ngày để đàm phán kể từ bữa ăn tuyệt vời ở Buenos Aires, tức là cho đến đầu tháng 3 năm 2019. Theo Washington, Bắc Kinh đã đồng ý mua thêm hàng hóa Mỹ, tháo bỏ chương trình chướng ngại thuế quan, tích cực đàm phán bảo vệ việc tôn trọng tác quyền và chuyển giao công nghệ. Không đầy một tuần sau khi đạt được hưu chiến thương mại Mỹ, qua cuộc đàm phán Donald Trump, Tập Cận Bình bên lề G20, Bắc Kinh hôm nay đã thông báo các biện pháp tăng cường bảo vệ tác quyền. Bị đánh cắp phát minh là một trong những ưu tư lớn của các đối tác phương Tây làm ăn tại Trung Quốc. Đây là những biện pháp cụ thể đầu tiên mà Trung Quốc ban hành để xoa dịu Hoa Kỳ. Thứ ba 4 tháng 11, Bắc Kinh thông báo sẽ trừng phạt nặng nề những ai không tôn trọng sở hữu trí tuệ. Các biện pháp mới nhằm ngăn ngừa những người tái phạm, cải thiện hợp tác giữa các cơ quan hành chính, tên tuổi những kẻ tái phạm nhiều lần bị đưa vào danh sách đen dẫn đến hình phạt nặng nề hơn, chẳng hạn như là cấm đi máy bay và xe quả cao tốc. Bảo vệ tác quyền là một vấn nạn trầm kha tại Trung Quốc, nơi mà hàng nhái, hàng giả và tin tặc là chuyện cơm bữa, nhưng tình hình có thay đổi trong những năm gần đây.
Sau một thời gian dài phủ nhận tệ nạn này, chính quyền Trung Quốc bắt đầu tiếp cận vấn đề một cách nghiêm túc hơn bởi một lý do rất đơn giản. Chính những xí nghiệp công nghệ hiện đại của Trung Quốc muốn bảo vệ khám phá của mình. Động thái đầu tiên của chính quyền Trung Quốc tôn trọng tác quyền có lẽ là quyết định dễ nhất trong cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, bởi vì Bắc Kinh cũng theo con đường này. Đàm phán mở rộng thị trường hoa lục, không thiên vị công ty Trung Quốc mới là chuyện khó trong tương lai. Phong trào tranh đấu áo vàng tại Pháp xuất phát từ đâu và được tổ chức như thế nào? Nước Pháp đang dậy sóng với phong trào đấu tranh áo vàng Gilets Jaunes. Từ phong tỏa trục lộ, kho xăng dầu để chống tăng thuế nhiên liệu, giờ các yêu sách của phong trào áo vàng đã tăng lên đến khoảng 40 điều. Họ biểu tình đòi cải thiện mãi lực, tăng thu nhập tối thiểu. Thậm chí họ yêu cầu giải tán Thượng viện, đòi Tổng thống Emmanuel Macron từ chức. Nhiều người nhận định cuộc khủng hoảng áo vàng là một trong những hồ sơ gây bùng nổ nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Emmanuel Macron. Vậy, thực chất phong trào áo vàng xuất phát từ đâu? Được tổ chức như thế nào? Có gì khác biệt so với các phong trào đấu tranh xã hội trước đây tại Pháp? Trước tiên nói về nguồn gốc, nhiều người vẫn nghĩ ngày 17 tháng 11 vừa qua là điểm khởi đầu của phong trào đấu tranh áo vàng chống tăng thuế xăng dầu. Thế nhưng về thực chất đó là ngày thứ Bảy đầu tiên diễn ra biểu tình và phong tỏa các trục lộ giao thông, các kho xăng dầu với sự tham gia của gần 288.000 người. Lùi xa hơn nữa, vào tháng 5 năm nay, cô Priscilla Ludowski, 32 tuổi, sống ở vùng ngoại ô Paris Saint-Émilion, quản lý một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm trên mạng Internet, nhận thấy là giá xăng dầu tăng vọt. Cô tìm hiểu trên mạng Internet và phát hiện ra rằng 2/3 giá xăng dầu là do thuế. Và Priscilla Ludowski tung đơn kiến nghị lên mạng xã hội Facebook. Nhưng ý tưởng của cô gần như không được chú ý nhiều, cho tới mùa thu, khi một nhà báo của báo địa phương La République de Saint-Émilion đã liên hệ với Priscilla Ludowski để viết về kiến nghị của cô, thì đơn kiến nghị của Priscilla Ludowski trên Facebook mới thu được có 700 chữ ký ủng hộ, trong khi cô hy vọng đạt được 1.500 chữ ký. Trong khi đó, cũng ở vùng Saint-Émilion, Eric Drouet, một người làm nghề lái xe 33 tuổi, chán ngán về tình trạng xăng dầu tăng giá, đã quyết định cùng với Hiệp hội Tài xế Master Crew tập hợp người đấu tranh bằng cách tổ chức một chuyến đi bằng xe cơ giới trên các đường vành đai Paris vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 11. Vợ của Eric Drouet tình cờ đọc được bài báo viết về Priscilla Ludowski trên báo địa phương La République de Saint-Émilion và kể cho anh nghe. Ngay lập tức, họ liên lạc với Priscilla Ludowski và chia sẻ kiến nghị của cô trên trang Facebook của họ. Rồi Eric Drouet và Priscilla quyết định tổ chức một phong trào đấu tranh chung. Ngày 21 tháng 10, tờ báo Le Parisien viết bài về ý tưởng chung của Eric Drouet và Priscilla Ludowski. Các báo khác chia sẻ thông tin từ báo Le Parisien. Hiệu ứng quả cầu tuyết bắt đầu. Eric Drouet kể với France Info là chỉ trong hai ngày nghỉ cuối tuần đó, trên Facebook, số người đăng ký tham gia biểu tình vào ngày 17 tháng 11 đã tăng từ 13.000 người lên thành 93.000 người. Và cũng chỉ trong vài ngày, số người ký đơn kiến nghị chống tăng thuế xăng dầu đã tăng từ 10.000 người lên thành 200.000 người. Nhưng tại sao phong trào mang tên áo vàng Gilets Jaunes? Gilets Jaunes là những chiếc áo phản quang màu vàng mà người lái xe phải có sẵn trong xe, phòng khi xảy ra tai nạn trên đường thì mặc vào, ra khỏi xe để các tài xế khác dễ nhìn thấy, kể cả vào ban đêm, để giúp đỡ và cũng là để tránh đâm vào họ. Như vậy, một cách hình ảnh, chiếc áo vàng tượng trưng cho điểm chung của các tài xế, những người đi đầu phong trào đấu tranh, và cũng là nhằm truyền tải thông điệp về những khó khăn của họ. Không chỉ lan tỏa trên mạng xã hội Facebook, các thành viên phong trào áo vàng còn tận dụng YouTube để làm công cụ đấu tranh. Ông Fabien, một nông dân tham gia phong tỏa trạm thu phí xa lộ ở Saint-Germain-Laval, tỉnh Loire, quyết định ghi hình video gửi tới Tổng thống Emmanuel Macron. Trong video, ông Fabien ngồi trong chiếc xe máy kéo và mời chủ nhân Điện Élysée tới thăm trang trại của ông để biết cuộc sống hàng ngày của người nông dân cực khổ như thế nào. Theo gót ông, hàng trăm người khác trở thành những YouTuber bất đắc dĩ. Họ kể về nỗi mệt mỏi, chán chường khi phải đối mặt với cuộc sống đầy khó khăn, rồi đăng tải video lên các trang mạng xã hội. Ngày 18 tháng 10, bà Jacqueline Moreau, 51 tuổi, sống ở vùng Bretagne, đăng tải trên trang Facebook của bà đoạn băng video tố cáo Tổng thống Macron vây dồn tài xế, ý nói đến việc Tổng thống cho tăng thuế xăng dầu, đẩy những người đi xe cơ giới vào tình trạng khó khăn. Video của bà Moreau được 6 triệu lượt người xem. Con số cao ngoài sức tưởng tượng đã đưa Jacqueline Moreau trở thành một gương mặt của phong trào áo vàng. Bà được mời tới nhiều chương trình của các kênh truyền hình BFM TV, CNews, NCI, vân vân, khiến Bộ trưởng Môi trường Pháp Emmanuel Macron cũng phải chọn cách đối đáp tương tự. Ngày 4 tháng 11, nữ bộ trưởng tự quay và đăng tải video lên mạng Twitter.
từ một phong trào tự phát do một vài công dân khởi xướng để chống tăng thuế xăng dầu, khởi nguồn từ mạng xã hội, áo vàng đã nhanh chóng trở thành một phong trào đấu tranh quy mô quốc gia với hàng loạt yêu sách trên nhiều lĩnh vực. Giờ đây, sau 3 ngày thứ bảy biểu tình rầm rộ, gây rúng động toàn nước Pháp, không ai có thể phủ nhận chính Internet và mạng xã hội đã góp phần giúp phong trào áo vàng được duy trì và lan tỏa trong những tuần qua, cho dù đây là phong trào không có người lãnh đạo, không có sự dẫn dắt của các nghiệp đoàn. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội. Là phong trào tự phát của công dân, phi chính trị và cũng không có sự dẫn dắt của các nghiệp đoàn, không người lãnh đạo và cũng không có đại diện chính thức. Đó là những nét chính của phong trào áo vàng. Trả lời phỏng vấn của France Info ngày 15 tháng 11, nhiều thành viên phong trào khẳng định họ đấu tranh chống lại giới tinh hoa chính trị, chống các đảng phái chính trị. Họ đấu tranh với tư cách công dân để thể hiện sự chán ngán của người dân, để chống chính sách của Tổng thống Macron, chứ không phải để ủng hộ một đảng phái chính trị nào hết. Chính vì thế, có cả những người là thành viên đảng cực hữu hoặc cực tả, nhưng kể cả những người này cũng cho biết họ đấu tranh với tư cách là công dân, chứ không phải là tư cách thành viên của các đảng phái chính trị. Nhiều người mới chỉ lần đầu tiên tham gia phong trào xã hội, một số khác thì quay trở lại phong trào sau một thời gian dài vắng bóng. Giải thích về sự thức tỉnh này cho dù phong trào thiếu vắng người lãnh đạo và nghiệp đoàn. Trong chương trình đặc biệt của đài RFI vào ngày 3 tháng 12 vừa qua về phong trào áo vàng, ông Romain Pasquier, giám đốc nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS, chuyên gia về các phong trào xã hội, giảng viên Viện Khoa học Chính trị ở thành phố Rennes cho biết. Je pense que effectivement on est dans une démocratie sociale où les corps intermédiaires. Tôi nghĩ rằng chúng ta thực ra đang sống trong một nền dân chủ xã hội mà các tổ chức mang tính trung gian đã suy yếu trong những năm qua, kể cả ở các cộng đồng phi tôn giáo hay công giáo. Vai trò của các tổ chức nghiệp đoàn ở Pháp là yếu hơn so với nhiều nước khác. Chính vì thế, nhiều người tìm thấy trong phong trào này những điểm tích cực và lợi ích của việc thể hiện thái độ rõ rệt. Đơn giản là việc thể hiện thái độ rõ rệt đó, tạo lập các mối liên kết và bằng một cách nào đó là tạo ra tình đoàn kết. Qua các hoạt động tập thể, xã hội vốn được cá nhân hóa của chúng ta có thể tìm lại được những nét tích cực và phẩm giá cho những người làm việc tốt, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Đó là lợi ích của việc tham gia vào phong trào tập thể, đó là phần thưởng cho những người đấu tranh, đó là giá trị của tình đoàn kết. La rétribution d'un engagement collectif, c'est ça, valeur de la solidarité. Nhưng theo chuyên gia Romain Pasquier thì có một vấn đề, đó là trên truyền hình, ở mỗi cuộc phỏng vấn lại có một đại diện khác nhau của phong trào áo vàng phát biểu, chứ không phải là cùng những gương mặt nhất định và thường xuyên có sự tranh cãi về người đại diện cho phong trào. Và chuyện này sẽ gây khó khăn nếu phong trào áo vàng muốn thoát ra trong danh dự hay muốn những yêu sách chủ chốt của họ được đáp ứng. Mais pour le moment, il y a pas eu véritablement débat en interne pour voir quel est leur corpus idéologique véritablement clé. Cho đến nay, không có những cuộc thảo luận thực thụ trong nội bộ phong trào để họ xem là những tư tưởng then chốt thực sự của họ là gì. Như vậy, họ vừa có những vấn đề liên quan đến các yêu sách, đòi hỏi, họ lại gặp vấn đề về thiếu người lãnh đạo. Nếu họ không giải quyết được những vấn đề nói trên, thì cho dù đây là một lực lượng xã hội có thể là mạnh mẽ, nhưng họ vẫn có nguy cơ do tính tự phát rất cao của phong trào, mà những người đấu tranh cuối cùng sẽ mệt mỏi trong những ngày hay những tháng tới đây. Theo một cách nào đó, phong trào có thể tan biến nhanh cũng như khi nó xuất hiện. Hiện giờ thì chưa phải như vậy. Thực ra thì trong hiện tại, việc có được lực lượng tham gia đông đảo và duy trì được lực lượng và triển vọng của việc có thể gây thêm sức ép cho chính phủ đang tạo ra tình đoàn kết. Họ đang tự nhủ rằng chiến thắng là điều có thể. Rõ ràng là những nghiệp đoàn, những tổ chức có cơ cấu tồn tại từ lâu và hoạt động như chất xúc tác, kết nối những người tham gia phong trào đấu tranh không hiện diện hay hầu như không hiện diện ở phong trào áo vàng. Không những vậy, phong trào còn không có cả các đại diện chính thức được các thành viên công nhận. Vậy, phong trào sẽ thành công hay thất bại? Không trả lời trực tiếp vào câu hỏi này trong chuyên mục tranh luận ngày 28 tháng 11 trên đài RFI Pháp ngữ, ông Frank Giorgi, giảng viên lịch sử đương đại ở Đại học Paris 1 Sorbonne, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Lịch sử Xã hội trong Thế giới Đương đại nhấn mạnh đến việc tồn tại song song hai vấn đề. Đó là tính tự tổ chức trong phong trào và sự không rõ ràng, lộn xộn hết sức trong các yêu sách, đòi hỏi, thậm chí có những đòi hỏi mâu thuẫn nhau. Tiếp tục chương trình sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà nói về kế hoạch